Vầy là trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tròn tuổi 20. Đối với các thế hệ giáo viên và học sinh của trường, chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển ấy đong đầy nhiều cung bậc cảm xúc, chan chứa tình thầy trò, phơi phới niềm tự hào về bề dày thành tích mà nhà trường đã bồi thu gặt hái. Mái trường ấy là chiếc nôi phát hiện, ươm mầm những tài năng trẻ cho quê hương, đất nước. Bao lớp học trò hiếu học, có năng khiếu, có bản lĩnh, nghị lực trên khắp mọi miền quê của đất học Quảng Bình hồi tụ về mái trường thân yêu này, rèn đức, luyện tài mà trưởng thành, để rồi tung cánh bay đi muôn nơi. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Lâm là hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Ban đầu, theo quyết định thành lập của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 1996, trường lấy tên là trường phổ thông trung học năng khiếu Quảng Bình, mượn trụ sở cũ của tỉnh ủy làm nơi giảng dạy, học tập tạm thời. Địa điểm này bây giờ là một phần trong khuôn viên nhà thiếu nhi Quảng Bình. Đội ngũ giáo viên ngày ấy từng chung lưng đấu cật, vượt qua gian khó để khai sơn phá thạch, tạo dựng nên dáng vóc hình hài của nhà trường, nay đã là những cười giáo chức mái đầu điểm bạc. Cảnh xưa trường cũ vẫn còn, lòng người bồi hồi xao xuyến. Dường như vẫn âm vang đâu đây tiếng trống khai trường ngày 5 tháng 9 năm 1996, mở màn cho năm học đầu tiên của trường. Dường như vẫn còn bóng thầy, dáng trò, nơi những lớp học ngày nào còn đơn sơ, chưa mấy khang trang. Gian khó rồi cũng qua đi. Cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục đào tạo và các tầng lớp nhân dân của đất học Quảng Bình đã dành mọi nguồn lực trong khả năng của mình, giúp nhà trường từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở vị trí mới và đưa hoạt động giảng dạy, học tập nhanh chóng đi vào nền nếp. 10 năm sau ngày thành lập, trường được đổi tên thành trường trung học phổ thông chuyên Quảng Bình cho phù hợp với quan điểm giáo dục. Năm 2002, trường vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và trò chuyện nhân dịp người về thăm quê. Quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Đại tướng đã ân cần trao đổi, luận bàn với thầy cô giáo và học sinh của trường quan niệm về giáo dục, phương pháp dạy và học thế nào cho tốt. Năm tháng không thể xóa nhòa bóng hình của Đại tướng khi người về thăm trường. Lời người căn dặn, sổ vàng truyền thống của trường còn ghi: trường trung học phổ thông chuyên Quảng Bình ra sức phấn đấu, các cô giáo, thầy giáo dạy giỏi, các em học sinh, gái, trai học giỏi, trở thành một trường chuyên gương mẫu, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà, cho đất nước. Có lẽ đây cũng là cơ duyên mà sau này, vào năm 2014, sau khi Đại tướng kính yêu về cõi vĩnh hằng, an giấc ngàn thu, trường đã vinh dự mang tên người, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Bác căn dặn chúng tôi rất nhiều điều, nhưng trong đó những nhiều điều mà làm cho chúng tôi rất là cảm động, là bác căn dặn rất cụ thể. Vấn đề mục đích học tập, học vì dân, vì nước, nhưng vì gia đình và vì bản thân mình. Thì trường sau khi được bác đến thăm thì vô cùng phấn khởi. Chúng tôi đã cảm thấy rằng các em học sinh thấy rằng đó là niềm vinh dự, các đồng chí giáo viên thấy rằng trách nhiệm mình càng lớn. Do đó trong những năm tiếp sau thì phải nói là phong trào thi đua học, dạy và học của trường đã được phát triển lên một cái cấp độ mới. Trở lại năm học đầu tiên của trường, khi đó trường chỉ có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 465 học sinh của bộ lớp 11, bộ lớp 12 từ các khối chuyên trường Đào Duy Từ chuyển sang và 6 lớp tuyển mới. Mặc dù thầy chưa đủ, trò chưa nhiều,
Nhưng ngay năm học đầu tiên ấy, trường đã ghi tên mình vào bảng vàng của ngành giáo dục đào tạo với 20 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có một giải nhất, 11 giải nhì. Sau 10 năm, đến năm học 2006-2007, trường đã có 25 lớp với gần 800 học sinh đủ các khối chuyên. Trong năm học này, trường cũng đã giành được 22 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Bên cạnh nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Lâm, trong những thế hệ nhà giáo đi trước có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường, phải kể đến thầy giáo phó hiệu trưởng Trần Xuân Bang, thạc sĩ nhà giáo ưu tú Trần Thị Minh Hòa, về sau vào năm 2004 trở thành vị hiệu trưởng thứ hai của trường, là đại biểu Quốc hội khóa 11. Các thầy giáo Mai Sơn Hà, Nguyễn Quang Hòe, nhà giáo ưu tú Hoàng Minh Tuy, cô giáo Đinh Thị Lư, sau này là phó hiệu trưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hồng, nay là phó hiệu trưởng nhà trường, và rất nhiều thầy cô khác nữa, đã để lại trong tâm tưởng học trò hình ảnh đẹp về những nhà giáo hết lòng vì đàn em thân yêu. Đội ngũ giáo viên lúc đấy chỉ gọn gần 20 người, chủ yếu là lấy từ những giáo viên giỏi từ trường đào tạo từ xa. Lúc đấy đội ngũ giáo viên thiếu, cơ sở vật chất vô cùng thiếu, nhưng mà lực lượng giáo viên hồi đấy hết sức tâm huyết với cái tình thương yêu học sinh, với cái tình thương yêu nghề nghiệp và cái quyết tâm vô cùng lớn. Do đó, tất cả vì học sinh thân yêu và vì vượt, vì thế có thể nói là vượt qua mọi gian khó để mà đi đến đích, tức là mình thành lập và làm cho trường trung học phổ thông chuyên được trưởng thành và ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Hiện nay, thầy giáo, thạc sĩ Hoàng Thanh Cảnh đang đảm đương vị trí bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Kể thừa và phát huy thành quả mà các thế hệ nhà giáo đi trước dày công vun đắp, đội ngũ sư phạm nhà trường tiếp tục phấn đấu để mái trường này luôn là địa chỉ giáo dục tin cậy, xứng đáng với danh hiệu một trường chuyên trên mảnh đất Quảng Bình hiếu học, xứng đáng với tên tuổi của vị tướng lừng danh văn võ song toàn. Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, nhớ lời dặn dò của đại tướng, thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã nỗ lực hết mình thi đua dạy tốt, học tốt. Với tư cách là một trung tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nhà trường đã sàng lọc, tuyển chọn các học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tốt nghiệp bậc trung học cơ sở từ khắp mọi miền quê trong tỉnh. Quy tụ dưới mái nhà chung, các em được đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, dìu dắt, dạy dỗ. Từ con số ban đầu 32, nay trường đã có 102 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% cán bộ giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó 59 cán bộ giáo viên là thạc sĩ, 1 giáo viên là tiến sĩ. 53 giáo viên của trường được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường có 3 nhà giáo được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 3 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 4 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy học của nhà trường từng bước được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Các phòng thực hành bộ môn, phòng thực hành tin học, phòng học đa phương tiện, nhà thi đấu, sân chơi, bãi tập, nhà nội trú cho học sinh ở xa được sử dụng có hiệu quả. Tiêu chí đầu tiên của trường là đào luyện các em học sinh vừa hồng vừa chuyên, phát triển toàn diện về mọi mặt. Sản phẩm giáo dục mà nhà trường hướng tới là những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có nhận thức, có hoài bão, có lối sống đẹp, làm chủ kiến thức và có sức khỏe tốt. Cùng với việc triển khai chương trình giáo dục toàn diện, nhà trường còn chú trọng ưu tiên bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi được giao cho các nhóm giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm về truyền thụ kiến thức nâng cao, giảng dạy theo chuyên đề. Tất cả tạo nên môi trường lý tưởng để các em học sinh khai mở và phát huy năng lực, phẩm chất vốn có của mình. Được là học sinh trường chuyên luôn là niềm mơ ước của lớp trẻ. Có con em theo học tại trường, bậc phụ huynh nào cũng toại nguyện. Họ an tâm bởi lẽ vào trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp,
Các em luôn được đội ngũ nhà giáo có tâm giáo dục, rèn dũa. Những cái thành tích mà nhà trường đạt được trong năm 20 năm qua là nó tập hợp của nhiều cái thành tố. Trong đó trước hết phải kể đến là sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo đảng, chính quyền, các cấp của ngành giáo dục và đào tạo. Thứ hai là cái sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thế hệ. Thứ ba đó là cái ban đảng ủy và ban giám hiệu nhà trường đã có một định hướng chiến lược đúng đắn, tập trung nâng cao chất lượng mũi nhọn, chú trọng chất lượng là đại trà, rồi là tạo điều kiện để cho cán bộ, giáo viên phát huy năng lực sở trường của mình, học sinh phát huy năng lực và trí tuệ của mình. Thứ tư đó là sự chung tay góp sức của toàn xã hội để tạo nên một cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ tốt cho công tác dạy học. Năm nào cũng vậy, tiếng trống khai giảng rộn rã sân trường luôn báo hiệu thêm một vụ mùa bội thu thành tích nữa của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Nếu xem học lực, hành kiểm của học sinh là hai tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng giáo dục của một trường học, thì trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp là một điểm sáng. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt trên dưới 55%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 12 luôn đạt 100%, dẫn đầu các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Thành quả giáo dục đầy ấn tượng là kết quả học sinh thi đỗ các trường đại học. Tỷ lệ học sinh của trường đỗ đại học tăng đều qua các năm. Nhiều em đỗ thủ khoa, á khoa của các trường đại học danh tiếng trong nước. Tên tuổi trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp gắn với thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trường luôn dẫn đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 11, 12 toàn tỉnh với hàng trăm giải cá nhân mỗi năm. Khi mùa xuân tới, cả trường nóng lòng chờ đón, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của các đội tuyển tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm nào, trường cũng mang về từ 26 đến gần 50 giải các loại. Đến nay, trường đã có 564 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia. Đứng đầu trong bảng vàng thành tích của học sinh là em Đặng Ngọc Thanh, huy chương bạc Olympic môn toán quốc tế năm 2007. Các em Hoàng Minh Anh, Nguyễn Huy Bình, giải khuyến khích Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương cũng đã góp phần vinh danh tên tuổi của trường. Năm học 2015-2016 này, trường gặt hái thành công vang dội tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Hai học sinh của trường đã được gọi vào đội dự tuyển Olympic toán và vật lý quốc tế. Em Nguyễn Thế Quỳnh tuy đang là học sinh lớp 11 nhưng đã xuất sắc vượt qua hàng chục đàn anh, đàn chị lớp 12 của các trường chuyên khắp cả nước tại kỳ thi cuối cùng chọn đội tuyển, chính thức ghi tên mình vào danh sách 8 thành viên của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á, hướng tới Olympic vật lý quốc tế năm 2016. Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đã làm rạng danh đất học Quảng Bình. Mỗi khi những tài năng trẻ từ mái trường này bước lên đài vinh quang, quê hương tự hào về các em. Nhà trường cũng tự hào về quê hương là thế núi hình sông địa linh nhân kiệt, là mảnh đất có chiều sâu văn hóa lịch sử và truyền thống cách mạng. Với bề dày thành tích của mình, trường xứng đáng được mang tên vị tướng huyền thoại, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp. Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp là một trung tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh Quảng Bình và cho đất nước. 20 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua và đã đạt được thành tích rất quan trọng, nhất là trong lĩnh vực phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cho quốc gia, khu vực và quốc tế. Bằng những hoạt động dạy học, học tập rèn luyện của học sinh, nhà trường đã khẳng định thương hiệu của riêng mình, đã trở thành địa chỉ tin cậy của toàn dân, của cha mẹ học sinh và học sinh trong toàn tỉnh. Tin tưởng trong thời gian tới, nhà trường sẽ đoàn kết, phấn đấu
thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng nhân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vì một giáo dục đào tạo của mình phát triển toàn diện và bền vững. Từ mái trường này, nhiều học trò đã trưởng thành, vững vàng lập thân lập nghiệp. Những nhà khoa học, những giảng viên đứng trên giảng đường các trường đại học, những nhà quản lý, những doanh nhân thành đạt, khi nhớ về trường xưa, nơi chấp cánh cho họ bay cao giữa cuộc đời, họ luôn dành cho trường những tình cảm chân thành trìu mến. Nhà trường luôn dõi theo họ, phấn khởi khi các cựu học sinh của trường gặt hái thành công. Dù họ làm gì, ở bất cứ nơi nào, được gặp lại thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp với họ là niềm hạnh phúc. Nghĩa thầy trò, tình huynh đệ càng làm sáng lên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Những năm tháng học tập rèn luyện dưới mái trường Trung học Phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp là quãng thời gian quý giá để các cựu học sinh của trường làm giàu tri thức, bồi túc ý chí, rèn giũa bản lĩnh mà tự tin vươn tới những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp của mình. Để đạt được cái kết quả của ngày hôm nay thì cái nền tảng của những năm tháng mà chúng em học ở trường chuyên là đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Và bản thân em cũng như các bạn đều nghĩ là khi mà mình tự hào là được là học sinh của trường chuyên Quảng Bình và bây giờ là trường chuyên Võ Nguyên Giáp thì chúng em càng phải cảm thấy vừa tự hào vừa có một cái ý thức trách nhiệm nặng nề hơn, là bây giờ chúng em càng phải phấn đấu để mà trên con đường học vấn tiếp theo của chúng em cũng như là trên con đường công tác rèn luyện của mình về cả phương diện học tập cũng như là về đạo đức, cho làm nào để xứng đáng được là mình là một cái cựu sinh học sinh của trường chuyên Võ Nguyên Giáp ạ. Quá trình xây dựng và phát triển của trường từ năm 1996 đến nay là chặng đường đầy vinh quang. Sự nỗ lực và những kết quả đạt được của nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo và nhân dân Quảng Bình ghi nhận. Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng tặng thưởng cho trường nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng trường bằng khen về thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trường hai lần được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đảng bộ nhà trường nhiều năm liên tục là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 20 năm qua, 36 học sinh ưu tú là đoàn viên thanh niên đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhà trường được ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào đoàn và hoạt động công đoàn. Tự hào về mái trường mang tên đại tướng sẽ lắng sâu vào cảm xúc, thăng hoa thành động lực tinh thần để giáo viên, học sinh của nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Tôi rất là yêu ngôi trường của mình. Yêu từ những ký ức thời ban sơ khi trường mới dựng xây, với những con đường nhỏ ngập trong những ngày mưa, với những sân trường sỏi đá ngổn ngang. Và 20 năm sau, ngôi trường của chúng tôi đã khoác thêm một màu áo mới, khang trang hơn và xinh mát hơn. Tôi cũng tự hào về những thầy cô, những đồng nghiệp của mình, những người vừa có tài vừa có tâm, những học sinh vừa ngoan hiền vừa học giỏi của mình. Và chúng tôi không chỉ yêu thương, không chỉ tự hào vì như vậy là chưa đủ. Những giáo viên như chúng tôi luôn ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Thứ nhất là phải gìn giữ và phát huy những truyền thống của nhà trường. Thứ hai, phải xem đó là những nền móng, những cái bề phóng để chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới. Em rất là ngưỡng mộ thành tích của các anh chị trong những năm vừa qua. Và bản thân em là một học sinh của một ngôi trường có nhiều bề dày thành tích. Nghĩa là em thấy mình, bản thân mình rất là phải có trách nhiệm, nỗ lực và cố gắng để nói gương thành tích của các anh chị. Được vào đội tuyển vật lý của Việt Nam để tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á ở Hồng Kông vào đầu tháng 5 tới. Thực sự là sau khi nghe tin thì em rất là vui mừng và phấn khởi và đã đạt được mục đích mà mình đề ra. Và thực sự là
Khi mà vào trường chuyên võ Nguyên Giáp thì thành tích rất cao của các anh chị khóa trước đã khiến cho em nỗ lực không ngừng để có thể đạt được đến ngày hôm nay. Các trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước phần nhiều mang tên các danh nhân, các bậc hiền tài, các nhà yêu nước cách mạng của đất Việt từ cổ chí kim. Hẳn là toàn xã hội luôn trân trọng tài năng và gửi gắm vào lớp trẻ khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức, cho xứng với công trạng, tiếng thơm muôn thuở của các bậc tiền nhân. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình gửi tròn niềm tin vào nhà trường khi quyết định cho trường được mang tên vị tướng lừng danh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp. Điều này vừa khẳng định vị thế, tầm vóc của trường, vừa ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Quyết định này đồng thời giao phó cho nhà trường trọng trách phải phấn đấu toàn diện về nhiều mặt để nhà trường xứng tầm với tên tuổi vị tướng của nhân dân văn võ song toàn. Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đổi tên trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Bình thành trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Đây là cái sự ghi nhận của tỉnh đối với nhà trường và đồng thời là một cái thách thức, một cái nhiệm vụ mới nhà trường. Để mà nhà trường thực sự là một cơ sở đào tạo những nhân tài cho tỉnh, cho quê hương, đào tạo cái nguồn nhân lực cho quốc gia. Đồng thời với mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp mà một vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam thì đòi hỏi nhà trường phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng tên gọi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tri thức là chìa khóa của sự phát triển. Kho tàng tri thức là bất tận. Hành trình chiếm lĩnh và làm chủ tri thức là hành trình miệt mài không ngừng nghỉ của mỗi một con người. Những đỉnh cao trên con đường học vấn đầy chông gai, thử thách đang chờ đợi lớp trẻ của trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp chinh phục. Thành quả của 20 năm xây dựng và trưởng thành là niềm tự hào. Ý thức trách nhiệm về mái trường mang tên đại tướng ngày hôm nay là động lực tinh thần để nhà trường hoạch định những mục tiêu phấn đấu cao hơn nữa trong tương lai. Chặng đường 20 năm đã khép lại, hành trình phía trước thì chắc còn rất là nhiều khó khăn. Nhưng dưới ánh sáng của nghị quyết 29 ban chấp hành trung ương đảng về đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cùng với các nghị quyết đại hội đảng các cấp vừa mới thành công, thì chúng tôi tin tưởng và hy vọng nhà trường sẽ quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để chúng tôi đạt những thành tích cao hơn trong giai đoạn tới. Trước hết, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và phát huy năng lực trí tuệ học sinh, đổi mới phương pháp giáo dục, quản lý, dạy học và tăng trưởng cơ sở vật chất để giúp cho nhà trường ngày càng phát triển, xứng danh với đại tướng, ngang tầm với các trường khu vực và trong nước. Mấy năm nay, mỗi khi lập được thành tích cao, thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp lại hành hương về khu mộ đại tướng, kính cẩn tưởng niệm và báo công với người. Biển Vũng Chùa Quảng Đông xanh yên ả, trong tiếng ngàn thông vi vu gió reo giữa nắng vàng, hòa trong dòng người muôn phương về viếng mộ, cả thầy và trò đều kìm nén, lắng sâu trong cảm xúc thành kính, tràn đầy yêu thương như đàn cháu con về sum vầy bên đức ông hiền từ nhân hậu, người thầy dạy sự uyên bác đáng kính. Cổ nhân từng dạy, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Bác Hồ kính yêu từng căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Làm theo lời bác, ghi nhớ lời dặn dò của đại tướng khi người về thăm trường, các thầy giáo, cô giáo đã, đang và sẽ tiếp tục quyết tâm dạy thật giỏi. Học sinh gái, học sinh trai của trường phấn đấu hết mình chăm ngoan học giỏi, mai sau lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu. Đó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm của thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Tự hào thay ngôi trường chúng ta sang người lên tên của người, tự hào thay ngôi trường chúng ta sang người lên tên đại tướng.
Trường chúng ta sang người lên.